Very nice. Wow. Đấy, các bạn có thấy không? Hiện nay mình đang cho khách hàng ở Malaysia chạy thử bơm của bên công ty bên mình. Bơm Graflow sản xuất tại Ý và được phân phối độc quyền bởi Graflow Singapore. Hiện nay mình đang làm việc ở tại đây. Đây là một khách hàng ở miền Bắc của Malaysia, giáp với cả biên giới của Thái Lan. Đây họ khai thác cát với cả kết hợp thêm vàng sa khoáng. Trời đây nắng kinh khủng khiếp luôn. Nắng hơn Việt Nam.